Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube Dư Khải Gaming. Và Khải hôm nay Khải muốn làm video lại cho anh em. Khải lên đảo để Khải test lại cái điểm lực tây, với lại Khải mang luôn cái áo VIP hôm bữa Khải mua cho anh em ơi. Áo này thì anh em cũng biết rồi, nhiều anh em hỏi mặc chưa, bây giờ thì Khải mới có đủ tinh hồng để lên đảo này anh em ơi. Ok, lên đảo nha. Ok, tại đã. Áo này thì áo đẹp trai anh em, dán xe bào mà. Đó, đỏ đẹp trai vậy, quá đẹp trai. Rồi Khải test thử hiện tại bây giờ thì Khải sẽ test 8 sức mạnh đỡ kích đồ này, kích nó hút ra vô nha nè, tại vì có đồ sức mạnh đó. Khải có gia truyền với nhận đó. Nhiều anh em hỏi thì tại sao lại nâng 8 sức mạnh làm gì, thì đây là lý do của anh em đây. 8 sức mạnh thì Khải mang thêm được 32 sức mạnh từ dây nhẫn 18 và lại cho chiều 14 thì được 60 sức mạnh đỡ thi được cái nỏ hút ra vô nha em. Đó, vấn đề là vậy. Được mà nè, 69 quá đẹp nha. Hôm trước thì mình tăng 5k1 nè, nay giờ mình tăng lại 4k9 thôi, mình dùng máu cho nó nhiều. 2k3 tí nữa mà có cái phi phong của nó là 2k rưỡi. Ok, có cái trang sức là 2k rưỡi. Nói chung là 4k9 với 5k1 nó cũng hơn nhau được một chút xíu nữa. Nhưng mà lực tay to thì ngược lại thì mình là bị sinh lực yếu đó. Nói chung là nó buông qua sức lại nữa. Còn lần này tăng 4k9 nó cũng đạt mốc rồi. Bên 49 đi, chung là cái nào cũng vậy thôi. 5k1 thì máu có 2k mấy thôi nè, 2k, đúng rồi. Nếu thành 5k1 đam thì mất đi 200 máu, là còn 2k1 lên được 200 đam, nói chung bù qua sức lại anh em ơi. Hôm trước Khải thành 5k1 anh em cũng biết rồi. Từ này thì Khải thành 4k9 như tí nữa, Khải mang cái phi phong kỹ năng cũng có một cấp nữa thì chắc chắn sẽ hơn 5k1 rồi. Ok, tầm này đánh vô tư rồi anh em. Áo này anh em nhìn sơ lại này, nón này, áo này, gia truyền này, vũ khí này, đai này, giày này, ngọc bội này, nhẫn dưới này, nhẫn trên này, bao tay. Ok, này nó hút. Ok, xuống đá thôi. Hiện tại thì Khải cũng vừa mua đạch giỏ đan rồi anh em. Khải cũng vừa mua được đạch giỏ đan rồi. Cái gì tối nay Khải đánh tổng kết đạch giỏ đan cho anh em xem nha. Tối nay Khải sẽ đánh đạch giỏ đan cho anh em xem. Đỡ Khải sao đồ đạch giỏ đan cho anh em xem nha. Chờ chút, đây. Đạch giỏ đan của ông anh mua cho ông anh thì Khải cũng chơi luôn. Đánh tổng kim này nọ cho anh em xem. Đây, đạch giỏ đan này. Đạch giỏ đan này anh em. Phượng Hoàng. Đó. Ảnh giả đang này mắt tay thì kinh nha anh em. Khải coi, tại vì hôm qua anh mua hình như là 4,5 triệu 4 triệu gì á. Tối đánh tổng kim này nha anh em. Đường môn thì đánh một thời gian hơn 1 tháng mấy rồi anh em, đánh thì lúc nào cũng tốt rồi, nhưng mà top 10 là vô tư rồi anh em. Top 1 thì được 1-2 lần rồi, và Khải kiểm tra thông số nhân vật này. Mắt tay thì kinh này anh em thấy chưa, 4,5 mặt tịch. Ui, ảnh quá chắc nha anh em. Mất là một đồ, anh em cùng xem sơ qua đồ này. Đó, nón, sinh lực, chọn khăn hỏa, sinh lực 86, giỏ đan cứ sinh lực là phan này, ngon. Dây chuyền khăn hỏa 6, vũ khí, chọn sinh lực, khăn hỏa 19, áo sinh lực, ui, áo sinh lực cao vãi. Đây, lưng khăn lo sinh lực, ngon ấy. Giày sinh lực 158, ui, quá chấp. Bàn tay, chọn khăn hỏa, nhẫn sinh lực 1 lực. Nhẫn này thì đang mua cái nhẫn mọc khác là được. Ngọc bội, ok. Anh em xem video này thì đừng quên cho Khải một like, chia sẻ video này nha anh em ơi. Tối nay Khải sẽ tranh thủ thời gian và đánh tung kim chạy giỏ đan để cho anh em xem nha. Ok, bye bye anh em. Chúc anh em vui vẻ nha. Tí nữa 11 giờ Khải sẽ làm video liên đấu của đường môn cho anh em xem tiếp tục nha. Cái gì anh em đừng quên xem những video của Khải thì đừng quên để lại một like, chia sẻ giùm nha anh em ơi. Bye bye anh em.
Hiện tại bây giờ Khải mới ngủ dậy nên mà tối qua không like được, tối qua Khải bận quá không like được. Sáng nay tranh thủ ngủ dậy rồi review cho anh em xem lên đảo này nọ, rồi lại review cho anh em xem gạt giỏ đan của mới mua này. Mà thấy là đánh tối này đánh tống kim cho anh em xem. Ok, bye bye mọi người nhé.